Bộ Ngoại giao của nước Mỹ vừa đưa ra cảnh báo đối với vận động viên của nước này khi dự Olympic mùa đông tại Sochi, Nga, không nên mặc trang phục Olympic khi ra ngoài. Mỹ cũng chuẩn bị sơ tán công dân nếu khủng bố tấn công Olympic. Theo đó, các vận động viên Mỹ tham dự Olympic mùa đông tại Sochi, Nga, từ ngày 7 đến ngày 23 tháng 2, không nên mặc trang phục Olympic, tức là màu đỏ, trắng, xanh, khi đi ra bên ngoài khu vực thi đấu. Các nhân viên an ninh Mỹ cũng sẽ tháp tùng và giám sát các vận động viên và huấn luyện viên Mỹ tham dự đại hội thể thao này. Hiện giới chức nước Nga đang nỗ lực truy lùng các nghi can khủng bố để bảo đảm an toàn cho Olympic mùa đông Sochi. Mỹ đề nghị hỗ trợ Nga vấn đề an ninh cho Olympic, nhưng phía Nga cho biết họ tự đảm bảo được an ninh cho Thế vận hội. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Mỹ đã sẵn sàng để sơ tán công dân nếu xảy ra tấn công khủng bố nhắm vào Sochi. Tại Biển Đen, Mỹ có hai tàu chiến túc trực sẵn sàng cho nhiệm vụ này. Phía Mỹ sẽ hợp tác với Nga để việc sơ tán diễn ra nhanh chóng nếu có sự cố.